chị thử nhá. Hai chị em mình ăn chung nhá. Ơi có này sao? Còn chị mang về nhà. Quẩy một ốc nữa ngọt ngào. Xin chào nghề ạ, gọi chị sang có cái gì đây? Wow, em có cái gì đây? Chị là tteokbokki này. Ui, tteokbokki á? Quẩy tteokbokki đấy. Ui, lần đầu tiên chị thấy có thể quẩy tteokbokki. Chị chỉ ăn quẩy tteokbokki như thế này thôi. Wow. Còn của em là quẩy mật ong. Quẩy mật ong à? Trời ơi, muối này ở đâu đấy? Chị. Ôi, ngon đấy. Ăn đi, em móc đi. Móc hai đứa mình ăn đi. Của thương chứ. Có bóc lên, đưa chị bóc kìa. Để chị bóc cho. Ui, chắc thế. Wow. Ui, nhìn này. Ăn thử đi xem ngon không. Ui, giòn thế. Nhô. Ngon không? Ngon quá. Ngon à, chị thử nhá. Hai chị em mình ăn chung nhá. Ơi, có này sao? Còn chị mang về nhà. Thôi được rồi, chị ăn thử gói kia nhé. Gói này của em cũng ngon, chị ăn thử. Bởi vì chị không thích ăn mật ong đâu, chị thích ăn tteokbokki thôi. Nghe nào, chị để ăn luôn. Ủa, có sẽ thế. Chị như là một thế. Đúng rồi, công nhận tteokbokki. Wow. Trời ơi, nó như miếng tteokbokki, chị vẫn hay ăn luôn. Và là rất là ngon luôn. Ui thế này á, ngon quá. Chị ăn thử nhá. Ngon tuyệt vời luôn ấy. Có giòn không? Hơi cay cay thôi. Giòn lắm ấy. Ôi, ăn cái này á, chị tưởng tượng ra mình đang có một miếng tteokbokki và hai chị em mình đang ở Hàn Quốc ngắm lá vàng rực. Quá, lá vàng rơi kìa. Có sẻ không, có sẻ không? Ui, ngon hết. Mà hơi cay, cái này em không ăn được đâu. Cái này là phải chị thôi. Ngon quá đấy, không bất kỳ mà. Ờ, nó lại được. Cay quá, cay quá. Thế mà không mang chè, bảo chị mang chè nước à. Cay lắm luôn á. Em cho biết gì. Ừ. Nó lượng cay hả bế. Ừ. Lượng lắm này à, thưa. Đấy là đồ Hàn Quốc. Này, nó giống với tteokbokki kìa. Giống như y xì luôn. Đồ Hàn Quốc. Ừ, đồ Hàn Quốc. Ngon thật đấy. Cái của em không cay đâu mà em xích. À, bây giờ chị thử ăn thử hạt cả hai cái nhé. Ăn tteokbokki rồi. Thơm ngon. Ngon. Ăn hai cái đỡ cay á. Ngon hơn. Ngon hơn. Ngon quá, ngon quá. Đi, đâu Su giơ lại của Su ra xem nào. Xem của ai đẹp hơn. Của Su là một chiếc nhẫn. Của chị là một que. Cúc nhau cắn. Ngon lắm. Ngon nhỉ? Ngon nhỉ? Này, ăn xong em có đi đâu không? Tới. Đi chơi á? Ừ. Quán này có tầm mà đúng không? Ăn hết quán này chưa nên khỏi phải ăn cơm rồi. Ngon lắm. Mà được nhiều quá. Này, đi chào chị chơi đi. Mà đi vào nhà em muốn hôm nước lắm. Ai cứ đi được à? Dù người ta ra đây ăn mua cái này mà không nhớ mua cho người ta hồng nước uống. Cay. Không biết. Nè, cay quá mà hay đi vào về đi uống hôm nước. Để khát nước rồi. Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.